Có những doanh nghiệp lúc đầu thì khi tiến hành xây dựng tài sản thì bỏ cái hóa đơn thật, không lấy, ký với các cá nhân cho nó rẻ tiền. Nhưng sau này cần định giá, sau này cần phải tính toán ghi sổ thì lại bảo anh em thực kiếm cái hóa đơn nào để đắp vào. Lại xả ra 10-10 mấy% đi kiếm cái hóa đơn đầu vào. Thì cái đó nó vừa vi phạm pháp luật, nó vừa mất đi cái giá trị. Trường hợp thứ tư, đó là khi mới thành lập doanh nghiệp thì nghe người ta xúi là cứ ghi nhận vốn thật lớn vào để cho nó oách, cho nó oai. Chứ chúng không hình dung rằng ghi vốn lớn thì trách nhiệm lớn. Mặc dù là trách nhiệm hữu hạn nhưng nó vẫn là trách nhiệm lớn. Trong khi đó tiền góp thật là không có, tài sản góp thật cũng không có, thậm chí góp bằng công sức, thương hiệu cũng không có. Vì thế, ở sổ kế toán của doanh nghiệp nó luôn luôn để tình trạng là gì? Thừa tiền. Không cần phải kê lên vốn lớn để làm gì nhé. Đứa nào nó xui các anh chị là đăng ký vốn lớn cho nó oai là nó không hiểu biết gì. Thứ hai nữa là đứa nào nó xui anh chị rằng là thành lập công ty cổ phần đi để cho nó có thêm niềm tin, tức là cũng không hiểu biết gì. Chúng ta mà gì, doanh nghiệp thì bé tí tí á, mà thành lập công ty cổ phần thì nó không khác gì một đứa trẻ em mà đi mua cái áo măng tô san về khoác. Một đứa mẫu giáo mà khoác cái măng tô san. Vì đối với lại công ty cổ phần thì từ đại hội cổ đông, đại hội đồng cổ đông đến hội đồng quản trị, đến ban kiểm soát, đến thư ký hội đồng quản trị rồi mới đến ban điều hành. Họp hành thay đổi các thứ này kia, thủ tục rất rườm rà phức tạp. Mà tôi nói thật, nếu một khi mà kiểm tra liên ngành, kiểm tra bất kỳ chỗ nào các bố sai hết, không làm đúng bao giờ mà. Vậy thì có hai trường hợp: những doanh nghiệp nào mới khởi sự, chưa tìm thấy đối tác tin cậy, lời khuyên của tôi cứ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho nó dễ xử. Sau khi xử xuôi êm đâu đó rồi, thêm cổ đông, cổ cánh, cổ phần thì gọi thêm anh em lúc bấy pha loãng nó ra, bán cho người ta một phần, trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên. Được không? Thứ nữa là cũng cứ hoạt động ở công ty trách nhiệm hữu hạn đi. Đến khi nào nó êm rồi, cần thiết phải chuyển hóa, cần thiết phải tham gia cuộc chơi lớn hơn, lúc đó chúng ta mất 2 ngày để chuyển thành công ty cổ phần, không muộn. Nó tiết kiệm cho chúng ta rất nhiều các nguồn lực và thủ tục. Ngay kể cả cái chuyện thay đổi đăng ký kinh doanh và các thủ tục khác thì cũng phải trả phí ít hơn nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn. Chúng ta toàn vứt tiền đi không à? Đó. Thế còn là cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn thì đều là trách nhiệm hữu hạn. Tức là chịu trách nhiệm hữu hạn trên phần vốn cam kết góp thì người ta gọi là trách nhiệm hữu hạn. Còn doanh nghiệp tư nhân thì nó chịu trách nhiệm vô hạn. Còn muốn vô hạn thì về doanh nghiệp tư nhân, anh chị nhé. Vô hạn có nghĩa là không phân biệt sự khác nhau giữa tài sản công ty và tài sản của người chủ. Nói thêm một ý nữa này, bây giờ thì người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp, pháp luật cho phép đăng ký nhiều người để đỡ phải ủy quyền qua, ủy quyền lại. Con dấu của doanh nghiệp bây giờ chỉ như cái logo, như cái dấu hiệu nhận biết, doanh nghiệp muốn khắc bao nhiêu con thì khắc, muốn để đâu thì để, đóng thoải mái nhé. Không có gì mà phải căng thẳng chỗ này hết. Mà không thích khắc cái hình truyền thống thì dán cái logo vào đấy, khắc dấu hình logo cho nó oách, cho nó dễ nhận diện. Mọi thứ nó đã nhẹ nhàng đi rất nhiều rồi, nhưng đôi khi chúng ta bị ám thị, đôi khi chúng ta vẫn duy trì cái cách quản lý nó rất là truyền thống, nó rất là bảo thủ, và chính mình tự đi làm khó bản thân mình. Trong khi đó pháp luật về doanh nghiệp bây giờ đã cởi mở ra rất nhiều, nhưng chúng ta không cập nhật. Đấy, thì anh chị nhớ cho. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là trách nhiệm hữu hạn một thành viên của cá nhân ông chủ. Trường hợp thứ hai là trách nhiệm hữu hạn một thành viên của công ty hiện tại chúng ta đang có. Đấy. Ví dụ bây giờ mình đang có một cơ sở, có một công ty rồi, mình muốn thiết lập một cái ngành hàng nó tương đương, mình có thể thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của chính công ty này. Rồi sau đó thủ tục các thứ xong xuôi thì ta kêu các thành viên khác và thay đổi thành viên.
cách làm như vậy nó rất là dễ trong thời kỳ đầu, hạn chế họp hành, hạn chế ký tá, đúng không? Vì đầu tiên là công ty trách nhiệm hữu hạn mỗi mình tôi thì quyết nó dễ, của mình tôi thôi mà. Đó. Nhưng nó vẫn độc lập nhé, vì nó là công ty trách nhiệm hữu hạn cho nên nó vẫn độc lập. Thì đấy là cái ý thứ nhất, đó là kiện toàn hoàn thiện hồ sơ về tài sản và nguồn vốn, là các anh chị về làm mấy cái thứ đó giúp tôi. Tôi thì sợ rằng bây giờ bảo các bố quay về mà xem là điều lệ công ty mình ở đâu, chứng nhận góp vốn công ty mình ở đâu, có khi còn chẳng tìm thấy ấy. Có đúng không? Không tìm thấy luôn đấy, chả có chứng từ gì cả. Thế thì bảo rằng bây giờ em vay vốn ngân hàng nó khó lắm, em tiếp cận các quỹ nó khó lắm, kêu gọi đầu tư nó khó lắm. Thế thì ít nhất những cái điều tối thiểu như vậy tại công ty ta, ta phải làm cho nó tròn đã chứ. Chứ không đến lúc gì động đến hồ sơ tài chính không có gì. Ok.